Sáng 6 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Chinh, 28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Theo điều tra ban đầu, lúc 8 giờ 50 phút ngày 5 tháng 2, đò chở khách do Nguyễn Trường Chinh, 28 tuổi điều khiển chạy trên sông Đồng Nai, chở theo 12 người hướng từ chùa Phước Long còn gọi là chùa Châu Đốc Ba thuộc Cù Lao Ba Sang, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến bến đò xưa phường Long Bình Tân. Khi đò rời bến cách chùa Phước Long khoảng 200m thì xảy ra va chạm với xà lan chở container do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm, 50 tuổi điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến đò chở khách lật úp, toàn bộ người trên đò rơi xuống sông. Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng hỗ trợ cứu các nạn nhân đưa lên bờ an toàn. Riêng thai phụ Nguyễn Thị Hát, 32 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa không may mắc kẹt trong cabin chết đuối.